Xin chào các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn trong phần 6 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Và chủ đề của phần 6 này là 最喜欢的地方是图书馆。最喜欢的地方 tức là cái nơi mà mình yêu thích nhất, 是图书馆 là thư viện. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc trước một lần nhé. 吴桂春在中国东莞 打工17年，他最喜欢去的地方是那里的图书馆。最喜欢在那里看书。吴大叔38岁的时候到东莞找工作，他在小饭馆里工作过。他2004年开始在街上买书，看了很多书。 2008年，他开始去图书馆看书，这是他第一次知道可以去那里看书，所以每天他都去图书馆看书。他说最好的地方就是图书馆。 Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình giải thích chi tiết nội dung của bài nhé. Vũ Quy Xuân, Vũ là họ Ngô, Quy là chữ Quế, cây Quế á, Quế. Và từ Xuân là từ Xuân, như vậy là Vũ Quy Xuân là Ngô Quế Xuân. Tại Trung Quốc Đông Quản tà cung sử chi nén, ở trong tiếng Hoa thì luôn luôn phải ở đâu, xong rồi mới làm gì, cho nên là tại Trung Quốc Đông Quản. Đông Quản là Đông Hoảng, Hoảng không có G đằng sau ha. Tại Trung Quốc Đông Quản tức là ở Đông Hoảng của Trung Quốc, Đông Hoảng là ở vùng Quảng Đông. Tà cung sử chi nén, tà cung là làm thuê, tà cung sử chi nén là làm thuê 17 năm. Tha chơi sĩ hoan tờ ti phang, cái nơi mà ông ấy thích nhất, sư na lì tờ thủ su quản. Thủ su quản là thư viện, sư na lì tờ thủ su quản là thư viện ở chỗ đó hoặc là ở nơi đó. Chơi sĩ hoan chơi na lì khan su, thích nhất là được xem sách ở đó, chơi na lì khan su, luôn luôn là ở đâu xong mới làm gì. Vũ Đa Sư 38 tuổi的时候, Ngô Đại Thúc, tức là chú Ngô hay là bác Ngô cũng được. Vũ Đa Sư 38 tuổi的时候, lúc 38 tuổi, tao Đông Quản rào cung dô, đã đến Đông Hoảng để tìm việc. Tha chai xèo phân quản lì, cung dô cua. Chai xèo phân quản lì, phân quản là nhà hàng, xèo phân quản là những cái nhà hàng nhỏ. Rồi trai xèo phan quản lì cung chô cua, từng làm việc ở những cái nhà hàng nhỏ. Từ cua này đúng ra là mình đọc khinh thanh thôi, vì gốc nó là khinh thanh, nhưng mà do không có cái từ có phiên âm khinh thanh nên mình để nguyên thanh nguyên thủy là thanh tư. Từ cua đứng liền sau động từ để chỉ cái hành động đã từng diễn ra trong quá khứ, từng xảy ra rồi. Ví dụ như là khan cua, từng xem, sư cua, từng ăn, sư cô từng đi, và sư cô Trung Quốc, tôi từng đi Trung Quốc. Tiếp tục, tha 2004年, ông ấy vào năm 2004, 2004, tha 2004年, khai sử trái chế sang mài su, khai sử đây là bắt đầu, trái chế sang mài su, mua sách ở trên đường phố. Ở Quảng Châu thì nó có rất nhiều những cái con đường mà người ta bán sách, người ta bày bán ra ngoài đường á. Như vậy ở đâu mới làm gì? Chai che sang mài su, che là những con phố. Ở trên những con phố, chai che sang mài su. Khan là hình to su và cũng đã xem rất nhiều sách. Năm 2008, tha khai sử chi thủ su quản khan su. Chú ấy bắt đầu đi đến thư viện để xem sách. Trơ sư là đây là tha ti ý sư trí to. Ti ý sư là lần đầu tiên. Tí dĩ sư trư tao là lần đầu tiên được biết. Đây là lần đầu tiên chú ấy biết khứa gì suy na lì khan su, có thể đi đến đó để xem sách. Số gì tha mày thiên tô chư thủ su quản khan su, cho nên là mỗi ngày chú ấy đều đi đến thư viện để xem sách. Tha số chú ấy nói duy hào tờ ti văn chư sư thủ su quản, duy hào tờ ti văn chư sư thủ su quản, cái nơi hay ho nhất, cái nơi tuyệt vời nhất, duy hào tờ ti phán, chiêu sư thủ su quản chính là thư viện. Chiêu sư thì chúng ta cứ nghĩ nó là sư thôi, nhưng mà ý của người nói là muốn nhấn mạnh cái điều đó, chiêu sư thủ su quản.
Và đến đây là mình xin kết thúc phần 6 của cái bài này, và chúc mọi người học thật là tốt. Mọi người đừng quên học thật là kỹ từ mới, học thuộc cả bài và kể đi kể lại nhiều lần. Khi nào mà mình kể thật trôi chảy thì lúc đó là thành công. Xin chào mọi người.